Ok, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu video này bằng một câu hỏi nhé. Nếu như anh em là một designer, một nhà phát triển sản phẩm của Apple hay Samsung, thì anh em sẽ làm gì với những mẫu flagship mới nhất trong năm sau của những hãng này để có thể khiến nó bùng nổ trên toàn cầu? Anh chiều đang ăn cơm. Bên iPhone thì bây giờ gập được thì may ra. Rồi, gập được như thế này này. Vừa ăn cơm vừa xem phim thì nó mới tiện được. Tim Cúc ạ. Huyền chó. À, Huyền đeo tai chó. Nói chung là em cũng muốn là Samsung mới nó được chip mạnh hơn, tối ưu hiệu năng hơn. Chứ như S22 vừa rồi thì bóp quá. Đấy, điện thoại thông minh ở thời điểm hiện tại thì gần như là phát triển đến cực hạn rồi. Họa chăng đến năm sau Apple làm iPhone gập, flip hay fold thì đấy thì mới làm cho thị trường nó dậy sóng được. Trái ngược với những chiếc smartphone hiện đại ngày nay thì những chiếc điện thoại ngày xưa ấy, nó không làm được nhiều việc đến vậy. Nhưng nó làm mình có một cái khao khát rất là muốn sở hữu. Cụ thể là với chiếc Nokia 5200 Express Music ở đây. Và nó có gì hay ho thì cùng mình quay trở ngược lại năm 2006 nhé. Bắt đầu thôi. Anh em ơi, trước khi bắt đầu video thì hãy cùng mình ngồi xuống đây trò chuyện một chút vì lý do tại sao mình lại lựa chọn làm review chiếc Nokia 5200 Express Music này. Và vì lý do vì sao? Và những năm 2000 thì chiếc máy này, dòng Express Music của Nokia nói chung lại rất được ưa chuộng. Và những năm 2000 thì là thời điểm cực thịnh của hip hop tại Việt Nam. Ai đấy cũng chơi hip hop, người người hip hop, nhà nhà hip hop, quần áo mặc thì cứ phải quần áo thụng. Đầu thì là quấn khăn, tai thì đeo tai nghe, bên trong thì phát ra những bài nhạc như là của Kyo này, Nam CT này, LK, Lưu Xây, SD Việt, Disco, rất nhiều những cái band như vậy. Mọi thứ thì đều vận hành có chu kỳ. Điện thoại cũng vậy. Ví dụ như thời trang nhá, những năm 2000, những năm 90 ấy, chúng ta mốt quần loe đúng không? Nên dạo gần đây thì các bạn trẻ cũng bắt đầu chơi lại rồi đấy. Rồi thì điện thoại thông minh, đến một ngày nào đấy nó cũng sẽ phát triển đến cực hạn. Không còn gì nữa ngoài màn hình cảm ứng phía trước, rồi là mặt lưng phía sau, cam đẹp hơn một tí, cấu hình mạnh hơn một tí. Rồi thì chúng ta cũng sẽ có những cái mẫu smartphone màn hình gập. Có rồi đúng không? Z Fold, Z Flip. Rồi biết đâu đấy, chúng ta sẽ sớm có những mẫu smartphone màn hình trượt chẳng hạn. Tương lai thế nào? Cùng chờ xem nhá. Express Music mà, khả năng mạnh nhất ở trên chiếc máy này chắc chắn sẽ là nghe nhạc rồi. Thì với chiếc Nokia 5200 chúng ta sẽ có hai lựa chọn nguồn phát. Lựa chọn thứ nhất, đấy là qua bộ nhớ trong của máy thì chúng ta có thể phát những bài nhạc mà chúng ta đã cóp vào với bộ nhớ khổng lồ lên tới là 5 MB. Tất nhiên thì chúng ta cũng có thể lựa chọn là cắm thẻ nhớ ngoài vào cũng rất là khổng lồ lên tới là 1 GB. Và bọn mình đã không tìm thấy một cái thẻ nhớ nào có kích thước nhỏ như vậy để cắm vào chiếc máy này để cóp nhạc. Rất tiếc là như thế. Và lựa chọn nguồn phát thứ hai, đấy là FM. Để có thể phát được FM thì chúng ta sẽ cần đến một món phụ kiện có sẵn trong hộp. Đúng rồi. Đấy chính là chiếc tai nghe. Thì ở trên chiếc Nokia 5200 Express này thì chúng ta sẽ có một cái chuẩn cắm tai nghe khá là cũ. Đấy là chuẩn 2,5mm như mình đang có ở đây. Nó nhỏ hơn một chút, 2,5 so với 3,5 thông dụng. Chắc là 3,5mm thì cũng sắp không thông dụng nữa rồi đấy. Muốn cắm FM, muốn phát FM thì chúng ta sẽ cắm chiếc tai nghe này vào bên cạnh máy. Rồi sau đó thì nó sẽ hoạt động như một cái anten để chúng ta có thể thu phát FM. Và đó là hai cái nguồn phát khả dụng trên chiếc 5200 Express này. Ngoài nguồn phát ra thì Nokia cũng làm một số tính năng để chuyên hóa cái khả năng nghe nhạc của chiếc điện thoại này. Cụ thể thì ở ngay phía mặt trước chúng ta sẽ có những cái cụm phím điều hướng, những cụm phím tắt để có thể truy cập nhanh. Ở ngay phía mặt trước, ở phía cạnh trái chúng ta sẽ có một nút bấm in hình nốt nhạc. Và tất nhiên rồi, giống như là cái hình in của nó có tác dụng là chúng ta truy cập nhanh vào phần nghe nhạc. Đó. Và phía còn lại, phía cạnh phải thì chúng ta sẽ có cụm 3 phím chức năng gồm có là tăng âm lượng, giảm âm lượng và nút chụp ảnh vật lý. Tất nhiên thì ở những cái thế hệ tiếp theo của mẫu Express Music như là mẫu 5300 hay là 5700 ấy thì chúng ta sẽ có những nút chuyên hóa tốt hơn như kiểu nút play, pause, chuyển bài, next bài hoặc là vặn lại luôn. Đó, nhưng mà ở thế hệ đầu tiên thì chúng ta sẽ chỉ có những nút như thế thôi. Tất cả những nút bấm này thì được đặt trong một cái khung có màu sắc tương phản với cả màu sắc của máy. Đây, ví dụ như máy màu trắng thì cái phần nổi bật lên đấy nó sẽ là màu xanh và bên trong sẽ là in âm bản màu trắng lên. Phần này thì làm bằng vật liệu là cao su và rất may mắn là chiếc máy trên tay mình đây được bảo quản rất là kỹ nên là tất cả cái phần cao su ở đây gần như là mới nguyên, chưa có dấu hiệu gì là bị lưu hóa, bị mọt, bị mủn ra cả. Rất cảm ơn anh Khương đã cho chúng mình mượn một cái máy Nokia 5200 với tình hình tốt như này. Anh em nào quan tâm mua chiếc máy này về để nghe nhạc, để sưu tầm thì mình sẽ để link Facebook của anh Khương ở phía dưới nhé. Còn đấy, con 5200 này bây giờ không chạy được sóng 3G nữa rồi. Anh em nào có muốn mua thì cũng không thể gọi được. Thay vì thế thì anh em mua ngay một con Nokia 5710 Express Music dẫn hàng chỉ hơn 1 triệu đồng tại 7S. Ngoài ra thì 7S hiện tại còn đang có chương trình mừng 100 điểm, nổ 100 deal với nhiều ưu đãi cực hot giảm đến 50% từ nay đến hết 30 tháng 10. Anh em quan tâm, click ngay link bên dưới nhá. Bây giờ mình sẽ nghe thử một cái
bài hát mặc định ở trong máy đi, bằng loa của chiếc Nokia 5200 Express nhá, để các bạn nghe thử. Mặc dù là máy có kích thước nhỏ thôi nhưng mà âm lượng thì cũng ra gì đấy. Máy nghe nhạc quá. Ngoài những nút bấm chuyên hóa cho khả năng chơi nhạc như kiểu là tăng giảm âm lượng hay nút truy cập nhanh ấy, thì chiếc máy này có một cái cơ chế nữa rất là thú vị, đấy là cơ chế trượt. Nó không liên quan một chút nhưng mà mình rất muốn là cái cơ chế trượt này sẽ xuất hiện lại một lần nữa ở trên những cái mẫu smartphone. Điện thoại gập thì bây giờ cũng đã có rồi đúng không? Thì mong rằng thời gian nữa thì cũng sẽ có những cái mẫu smartphone trượt chẳng hạn. Thì ở phía dưới chúng ta sẽ có lộ ra một phần bàn phím T9. Cảm giác bấm thì tất cả những nút bấm đều bằng nhựa, cứng, dễ bấm, và thực ra thì chúng ta sẽ không có quá nhiều thứ để nhận xét về một cái phần bàn phím T9 cả. Về cảm giác trượt thì tả như nào nhỉ? Nó là cảm giác mà. Lời lẽ thì mình cũng chỉ thể tả là hay, là sướng, là thích mà thôi, chứ mình không biết là phải tả nó như thế nào. Anh Phong, anh vào mô tả cảm giác trượt con này của em phát. Cảm giác trượt thì cũng vui tay thôi, nhưng mà vấn đề khi dùng con này, mà biết cái nút khi công tắc không? Nút cổ nó cứ ở giữa, mình cũng hay để kiểu làm nào để ở giữa đấy, mình bị quá đà này. Đấy, làm nào để nó nút ở giữa đây. Xong mình chạm nhẹ phát nó tự bùng. Đấy, vui quá, nó giải trí nữa. Đấy, đấy là một thứ mà trên những chiếc smartphone hiện tại không hề có. Tất cả những mẫu smartphone nó chỉ là một mặt kính trước, mặt kính sau, màn cảm ứng. Nó không có những cơ chế vật lý, nó không có những cái module thú vị như thế này. Lâu rồi mình có trải nghiệm như thế đấy. Có một vấn đề nữa mà mình thấy mọi người rất là hay băn khoăn về cái cơ chế trượt ấy, đấy là nó bị ảnh hưởng bởi sợi cáp. Nghĩa là khi chúng ta dùng lâu thì máy sẽ bị đứt cáp, xong là nhòe hình, xong là chập chờn. Nhưng mà những cái tình trạng đấy thì mình thấy là nó rất ít xảy ra, hoặc là nó sẽ chỉ xảy ra nếu như các bạn gặp máy bị rơi rớt, xong là đi sửa chữa, thay thế cáp, xong là ở những địa chỉ là không uy tín thôi. Chứ còn độ bền về cáp của Nokia thì mình nghĩ nó là một cái điểm mà nó điểm cộng chứ không phải là điểm trừ đâu. Ngoài tính năng nổi trội là nghe nhạc ra thì chiếc máy này nó cũng có một cái tính năng nữa mà mình thấy rất là thú vị mà đã xuất hiện từ năm 2006. Đấy là tính năng màn hình OLED Display, AOD ấy. Đấy. Đại khái là khi mà chúng ta khóa màn hình vào rồi nhá, màn hình đã tắt rồi, thế nhưng mà tất cả những cái điểm ảnh, tất cả những cái thông tin trên màn hình nó vẫn sẽ tiếp tục hiển thị mặc dù là không có đèn nền. Đó, để chúng ta vẫn có thể theo dõi được giờ giấc này, thời gian, hoặc là tin nhắn đến, thông báo, mọi thứ. Xịn như iPhone 14 còn mong gì nữa. Ngoài AOD ra thì mình còn thấy trên chiếc 5200 này có một đặc điểm nữa rất thú vị xuất hiện trên những mẫu máy từ năm 2000. Đấy là ở những cái đời máy này ấy, thì chúng ta vẫn chưa có camera selfie ở phía trước. Thế nên nếu như các bạn muốn chụp ảnh tự sướng ấy, bắt buộc cam sau sẽ là cam selfie. Và làm thế nào để căn hình? Ở phía mặt sau này chúng ta sẽ có ngay một chiếc gương cầu lồi để chúng ta có thể theo dõi bản thân trong gương đang trông như thế nào, tạo dáng, tạo riêng các thứ, selfie. Đó, bằng cái camera này. Flashback rất nhanh về mẫu máy Nokia 5200 Express Music, một mẫu máy mà tuổi thơ của rất nhiều anh em 9X, 8X hay kể cả mình là 2K rất ao ước được sở hữu. Anh em nghĩ sao về mẫu máy này? Anh em đã có kỷ niệm gì thú vị về nó hay không? Thì chia sẻ ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên là like, subscribe và theo dõi những video mới nhất trên MTV nhé. Còn bây giờ thì bye bye.